Chào bạn, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đổi mật khẩu tài khoản Microsoft chúng ta để chúng ta dễ dàng chúng ta quản lý, và thứ hai là chúng ta cũng bảo mật tài khoản của mình hơn, tránh để tình trạng các bạn khác vô cái tài khoản của mình để làm những việc khác. Thì đầu tiên các bạn sẽ vô trình duyệt trên điện thoại của chúng ta, trên máy tính cũng như vậy. Chúng ta nhập địa chỉ là microsoft.com. Rồi, chúng ta ấn vào cái nút biểu tượng phía trên bên tay phải chúng ta này. Ở đây thầy đang nhập sẵn rồi, nhưng mà thầy sẽ đăng xuất là thầy đang nhập lại. Nha, thầy đang xuất là đăng nhập lại. Để chúng ta hướng dẫn từ đầu. Rồi, chúng ta đăng nhập lại này. Ở đây thầy có với cái tài khoản, ví dụ là chúng ta sẽ có 669 đúng không? 56. Mật khẩu thì thầy đặt làm mật khẩu 1 A cộng ABC. Đăng nhập mật khẩu của thầy đấy, chúng ta đăng nhập tiếp. Rồi xong, sau đó chúng ta muốn đổi mật khẩu hiện tại, chúng ta vào cái hình tròn phía trên bên tay phải chúng ta. Là ấn vào xem tài khoản. Các bạn kéo xuống dưới phần thay đổi mật khẩu, chúng ta chọn vào. Ở đây thầy sẽ nhập mật khẩu cũ là mật khẩu 1 A cộng ABC. Chúng ta để ý này, mật khẩu thì chúng ta phải bao gồm cả chữ thường, cả số, cả chữ hoa và cả ký tự đặc biệt nhé. Chúng ta sẽ đặt mật khẩu mới cho cái tài khoản của mình. Thì ở đây thầy sẽ đặt mật khẩu mới đó là gì nhỉ? Password 1 A cộng ABC D luôn, được chưa? Mới như vậy. Password 1 A cộng ABC D, được chưa? Tức là đặt tùy ý chúng ta, nhưng mà bạn phải đảm bảo đầy đủ những cái yếu tố đó. Và thứ hai là chúng ta tránh cái tình trạng là dễ quá là chúng ta để cho người khác biết và dẫn gửi. Đấy, như thế này là chúng ta đang bị dính cái lỗi là dễ quá. Đúng không? Mà chúng ta làm lại nhé. Mật khẩu 1 A cộng ABC Việt Nam, 1 A cộng ABC, đặt mật khẩu mới như vậy. Mấy cái chữ đầu của Việt Nam thầy sẽ viết hoa, chữ V với chữ N. Việt Nam 1 A cộng ABC, đã ấn gửi. Đấy, và chúng ta làm như vậy xong rồi chúng ta sẽ quay lại trở lại màn hình này, thì lúc này là ok rồi. Bây giờ chúng ta thử đăng xuất ra, chúng ta xem thử là chúng ta đã thành công chưa. Đăng xuất ra để chúng ta đăng ta vô lại. Đây thì chúng ta vào 999 này, và chúng ta nhập này. Việt Nam 1 A cộng ABC. Đấy, như thế này đăng nhập được rồi đó các bạn. Đấy, như thế là xong bạn nhé. Ok các bạn, chúc bạn may mắn và thành công.